Tại miền Trung Peru, lũ lụt đã phá hủy hơn 100 ngôi nhà và nhiều trường học. Mưa lớn bất thường trong suốt những ngày qua đã khiến mực nước trên các con sông ở Peru dâng trào và gây ra tình trạng lũ lụt ở miền Trung nước này. Tại tỉnh Huánuco, nhiều trường học phải tạm thời cho các em học nghỉ học theo báo cáo. Ở Peru Encomurigo, hơn 100 ngôi nhà bị hư hỏng do lũ lụt, lở đất cũng chia cắt tuyến đường cao tốc ở khu vực nông thôn tại miền Trung nước này. Binh lính đã được huy động để hỗ trợ người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ lũ lụt. Hiện vẫn chưa có báo cáo thống kê thương vong về người do lũ lụt gây ra. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Peru, mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục trong một vài ngày tới. Vì thế, lo ngại tình trạng lũ lụt tiếp diễn do hồ chứa và các sông ngòi trong khu vực ở mức báo động cao.